Hello, mến chào tất cả anh em. Video hôm nay em sẽ cho anh em nghe chất âm cục rẩy rất là khủng anh em nhé. 9004S em để ở dưới đây. Đó, em sẽ chơi ra hai cặp loa và đánh mỗi một kênh đánh một quả loa riêng biệt anh em nhé. Nghe rất là ok. Anh em nào đang có nhu cầu mua cục rẩy 9004 này, anh em nên tham khảo video này anh em nhé. Anh em nhé, cục này đánh kinh thật, công nhận 9004S 4 kênh 900W trên một kênh em nhé. Đó, vừa rồi thì anh em cũng đang nghe một bản Villa Hầu đúng không ạ, rất là ok, đánh giúp hết nhà luôn. Nó xưng là cục này anh em đánh yên tâm em nhé, tức cái ngực, tiếng rất là sáng và hay đúng không ạ, không phải quảng cáo. Anh em ở gần thì anh em có thể đến tại cửa hàng bên em sẽ test như này cho anh em nghe. Đây là test trực tiếp từ cục đẩy anh em nhé, không qua một thiết bị xử lý âm thanh nào hết. Và giờ sẽ cho anh em nghe một cái bản nhạc trữ tình anh em nhé, một bản nhạc trữ tình để cho anh em nghe cái tiếng bát tiếng chắc của nó chi tiết hơn. Ok. Là sáng đúng không ạ? Tiếng bát thì rất là sâu đúng không ạ? Tiếng chắc rất là tan, rất là lẩy anh em nhé. Đó, thì cục đẩy này hiện tại bên em đang bán với giá là 8.600.000 đồng. Đó, bao ship cho anh em. Và giờ cho anh em nghe thêm một cái bản nhạc remix nữa anh em nhé. Đẳng cấp luôn. Hey, 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 hey
ạ. Quá là ok. Thì cục đẩy này thì cho anh em xem mặt trước đây. Đó. Đó, rất là ok. Đó. 4 kênh anh em nhá. 4 kênh. 900 watt trên 1 kênh, anh em thấy nào? Vừa rồi nghe quá khủng luôn. Con này màu đen rất là khỏe. Và con này thì thực sự với anh em trời rất là căng anh em nhá. Đấy. Anh em mua cục đẩy này không phải suy nghĩ. Con này lên tới 64 sò LGV kép mạch Glass H. Và cái tụ của nó rất là ok. Biến áp nguồn đồng rất khủng. Đấy. Nguồn đồng rất khủng. Và anh em xem mặt đằng sau. Đó, mặt đằng sau thì ở đây thì em đang kết nối nhạc lấy từ máy tính vào anh em nhé. Em sẽ cắm từ cổng 1 và cổng 3. Đó, 1 và 3 anh em nhé. Còn đâu em sẽ lấy rắc cá lông em đinh từ từ cổng 1 sang cổng 2 và từ cổng 3 sang cổng 4. Sau đó sẽ chơi ra 4 loa riêng biệt anh em nhé. 4 loa riêng biệt. Bên này 2 loa này, đúng rồi. Đó, kênh 1, kênh 2, 2 loa nữa là 4 loa riêng biệt. Đó, anh rất là căng luôn. Đó. Con này size của nó chiều sâu thì nó rơi vào tầm 50cm anh em nhé. Đó, 50cm rất là chất lượng. Đó. Tem mác bảo hành cho anh em ok chưa ạ? Tem bảo hành chống hàng giả. Đó, đây là một cục đẩy rất là nhiều anh em trong thời gian vừa qua mua của bên em. Đó, chất âm hay, công suất thì lớn, khỏe và anh căng luôn. Đó, anh nghe rất là phê với cục đẩy này. Đó. Đằng trước và đằng sau nó đều có hai quạt làm mát anh em nhé. Đằng trước và đằng sau đều có hai quạt làm mát. Nhà anh em mà đang chơi mà muốn chơi 4 cặp loa riêng biệt, tốt nhất anh em nên sử dụng cục đẩy này anh em nhé. Hoặc anh em có thể chơi 2 cặp full 30. Đó, 2 cặp full 30. Hoặc là anh em thể chơi được 2 cặp full 40 anh em nhé. 2 cặp full 40. Đó, nếu anh em chơi 2 cặp full 30 thì anh em thể đấu vào kênh 1, kênh 2, kênh 3, kênh 4. Anh em lại có chập brit và chơi một quả súp hơi anh em nhé. Hoặc một quả súp kép. Đó, bác nào mà đang có 3 cặp loa, anh em đấu kênh 1, kênh 2, đấu từ red line của con vang, anh em đấu xuống kênh 1, 2 của cục đẩy. Đó, sau đó thì chúng ta sẽ còn một kênh nữa, đó là kênh 3 đúng không ạ? Kênh 3 này anh em sẽ chơi đấu đường center hay đường SRN đấy tùy anh em. Đó thì là anh em sẽ chơi một loa lời rất là ok. Thì còn riêng kênh 4 này anh em thêm chơi cho em một quả su hơi nữa. Một quả su hơi nữa 50 thì rất là căng đét anh em nhé. Đó, thì cục đẩy này em đã bán khá nhiều rồi. Bán khá nhiều rồi. Đó, bán rất là chạy với cục đẩy 9004 và cục đẩy F7409 em để trên kia anh em nhé. Ánh tiếng khá sáng luôn, rất là sáng, rất được nhiều anh em mua. Thì với cục đẩy này thì bên em sẽ bao ship cho anh em giá là 8.6 triệu, bảo hành cho em lên tới 12 tháng. Lỗi tháng đầu của nhà sản xuất thì anh em sẽ đổi mới anh em nhé. Đó, ok chưa ạ? Video hôm nay làm tương đối là ngắn thôi. Anh em xem video thấy hay nhớ cho xin một like và đăng ký kênh. Bạn nào có nhu cầu mua hàng hãy liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại bên dưới. Anh em ở gần anh em có thể đến tại cửa hàng để em test nghe cho anh em nghe chất âm. Đó, vừa rồi test đúng không? Không có qua một thiết bị xử lý âm thanh như vang lọc xì lưng tiếng nào hết. Chỉ có một cục đẩy này không thôi. Chất âm thì rất là tuyệt vời anh em nhé. Rồi, hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.